Xin chào các em, hiện nay thì chúng ta sẽ có một số cái loại hình mua bán online như là Tiki, Lazada, Shopee hay là Sen Đỏ vân vân. Đây là một trong những cái loại hình khá là mới chúng ta gọi đó là ngành thương mại điện tử. Và hiện nay thì chúng ta thấy là cái ngành thương mại điện tử là rất là phát triển và đang được cái người tiêu dùng rất là ưa chuộng. Và những cái ngành này nó liên quan tới hoạt động mua bán và chúng ta gọi chung đó là thương mại. Và thương mại là một hoạt động dịch vụ khá là quan trọng trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Vậy thì ngành thương mại có vai trò và đặc điểm gì nổi bật và các nhân tố nào ảnh hưởng đến ngành thương mại và tình hình phát triển cũng như phân bố của ngành thương mại trên thế giới như thế nào? Thì mời các em cùng cô tìm hiểu bài số 36, đó là địa lý ngành thương mại. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về vai trò, đặc điểm cũng như là các nhân tố ảnh hưởng. Trước hết là vai trò và đặc điểm. Các em hãy nhớ rằng ngành thương mại sẽ bao gồm hai ngành, đó là ngành nội thương và ngành ngoại thương. Trong đó thì hoạt động thương mại sẽ diễn ra, nội thương thì sẽ hoạt động diễn ra trong phạm vi trong nước, còn ngoại thương là giữa các quốc gia với nhau. Và ngành thương mại, thứ nhất là nó sẽ tạo ra một cái thị trường thống nhất trong nước và thúc đẩy sự phân công lao động và phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng. Thứ hai là nhờ có hoạt động thương mại mà nó sẽ gắn liền giữa thị trường trong nước và thị trường thế giới, từ đó làm tăng ngoại tệ cho các quốc gia. Nhờ các ngành thương mại hoạt động mua bán mà có thể kết nối giữa ngành sản xuất và tiêu dùng và sử dụng hợp lý các nguồn lực. Đồng thời, ngành thương mại còn thúc đẩy về cái sự phân công lao động xã hội và tăng cường hợp tác quốc tế. Xét về đặc điểm của ngành thương mại thì chúng ta thấy là hoạt động thương mại là có quá trình trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa người bán và người mua, đồng thời nó sẽ tạo ra thị trường. Như vậy thì chúng ta thấy là chỗ nào mà có hoạt động giữa người bán và người mua, như ví dụ như là các căng tin trường học đi, đây là cũng là một cái thị trường nhỏ, khi mà các em lên mua hàng hóa trên căng tin thì cũng có là người bán và người mua, thì đó cũng là một thị trường. Và thị trường sẽ hoạt động theo quy luật, đó là quy luật cung và cầu, và sự biến động của thị trường sẽ dẫn đến sự biến động về giá cả. Và nếu mà hoạt động thương mại thì bao gồm hai ngành, đó là ngành nội thương và ngành ngoại thương. Và trong đó hoạt động ngoại thương sẽ được đo bằng cái cán cân xuất nhập khẩu, và nếu giá trị xuất khẩu lớn hơn giá trị nhập khẩu thì chúng ta gọi đó là xuất siêu, còn nếu giá trị nhập khẩu lớn hơn giá trị xuất khẩu thì chúng ta gọi đó là nhập siêu. Và hoạt động của thị thương mại hiện nay thì rất là đa dạng, và đa dạng về các cái hình thức trao đổi nè, mua bán hàng hóa, dịch vụ phong phú. Và ngày nay thì với sự tiến bộ của khoa học công nghệ thì ngành thương mại điện tử là cái ngành phổ biến trong cái giao dịch toàn cầu. Và hiện nay chúng ta thấy hầu hết những cái giao dịch đều thông qua chuyển khoản, thông qua quét mã QR, vân vân vân. Đó là một trong những tiến bộ nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật trong cái ngành thương mại. Và hiện nay thì cái tình hình xuất nhập khẩu hiện nay thì vào năm 2021 thì chúng ta thấy là xuất khẩu đạt đến 254,6 tỷ USD, tăng 5,3%, trong đó nhập khẩu là tăng 1,5% với cái tổng giá trị là 234,5 tỷ USD. Và thặng dư thương mại nó tăng mạnh trong những năm qua, từ năm 2016 đến năm 2020 từ 1,78 tỷ USD lên 19,1 tỷ USD. Ở đây cô có hai hình ảnh ha, một là một cánh đồng, hai là một trung tâm thành phố. Như vậy nếu mà chúng ta phát triển thương mại thì chúng ta sẽ đặt nó tại những cái vị trí như thế nào? Tất nhiên đó là chúng ta sẽ đặt nó tại những cái trung tâm thành phố, vì ở đây có một cái nhu cầu của con người cũng như là hoạt động mua bán nó sẽ sôi nổi hơn. Thì vì thế thì cái hoạt động thương mại ở trung tâm thành phố lúc nào nó cũng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Vậy những nhân tố nào ảnh hưởng đến cái hoạt động thương mại thì chúng ta thấy là có rất là nhiều nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển của ngành thương mại. Trong đó thì vị trí địa lý nó có thể tạo điều kiện thuận lợi hoặc là gây khó khăn cho những hoạt động thương mại. Tại những nơi có vị trí thuận lợi sẽ hình thành ra những cái đầu mối thương mại và thu hút cũng như là thúc đẩy sự phát triển về cái ngành thương mại. Vị trí gần trung tâm, liên kết được các cái tỉnh thì chỗ đó những cái hoạt động mua bán, những hoạt động thương mại cũng sẽ phát triển hơn, hình thành ra những cái đầu mối. Còn những cái nơi vắng vẻ như những cái vùng núi cao ở tỉnh Hà Giang hay là ở Lào Cai vân vân thì đây đó là những cái khu vực mà chúng ta thấy là thương mại nó sẽ kém phát triển hơn. Ngoài ra thì cái trình độ và cái năng suất lao động cũng sẽ ảnh hưởng đến quy mô và cơ cấu của ngành thương mại cũng như là cái quá trình đầu tư và bổ sung lao động cho cái ngành thương mại. Nếu mà trình độ phát triển kinh tế càng cao thì cái quy mô của ngành thương mại sẽ càng lớn vì nhu cầu của con người ở đó sẽ càng nhiều.
Ngoài ra thì cái dân số và nguồn lao động, cơ cấu dân số, sự phân bố dân cư, phong tục tập quán và mức sống ở nơi đó thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sức mua. Dân số càng lớn thì cái sức mua nó sẽ càng nhiều và cái nhu cầu và cái thương mại của người ta cũng sẽ đa dạng hơn. Và từ đó phát triển ra những cái mạng lưới cũng như là nhiều cái loại hình thương mại để đáp ứng cho nhu cầu của người dân ở khu vực đó hơn. Về cái quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thì sẽ thúc đẩy về cái đầu tư quốc tế và phát triển về ngoại thương, làm cho khu vực tình hình xuất nhập khẩu ở cái khu vực đó trở nên nhộn nhịp hơn và hình thành các cái tổ chức thương mại quốc tế. Đồng thời, về tiến bộ khoa học công nghệ thì sẽ ảnh hưởng đến cách thức trao đổi. Ngày trước là chúng ta có thể trao đổi bằng tiền mặt, thì bây giờ chúng ta qua hình thức chuyển khoản, tiền ảo, v.v. mua bán và phát triển đa dạng các loại hình thương mại khác nhau. Như vậy chúng ta thấy ngoài ra các nhân tố trên thì chúng ta thấy là như vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật hay điều kiện tự nhiên thì nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần đến tình hình phát triển và phân bố của ngành thương mại. Như vậy hiện nay thì ngành thương mại trên thế giới nó sẽ có tình hình phát triển như thế nào? Trước hết đó là tình hình nội thương. Thì nội thương là cái hoạt động trong quốc gia thì hiện nay ngày càng phát triển mạnh mẽ và hàng hóa dịch vụ thị trường cũng ngày càng phong phú và đa dạng hơn. Còn tình hình ngoại thương có vẻ là nó sẽ sôi động nhộn nhịp hơn bằng cách là nó sẽ tùy thuộc vào trình độ phát triển kinh tế và hoàn cảnh kinh tế mà cái hoạt động ngoại thương nó cũng sẽ phát triển theo. Và cái xu hướng hiện nay là toàn cầu hóa. Vì vậy thì chúng ta thấy là nó sẽ thúc đẩy những cái hoạt động giao thương trên thế giới cũng không ngừng tăng lên. Và năm 2020 á, thì chúng ta thấy là cái tổng GDP trên toàn thế giới là 84.578 tỷ USD. Thì cái giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ trên thị trường là 44.139 tỷ USD. Và hiện nay trên thế giới sẽ có những cái tổ chức thương mại để liên kết thương mại trên thế giới như là WTO và các tổ chức khu vực kinh tế như là Liên minh châu Âu, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hoặc là APEC là Hiệp hội các quốc gia ở Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương hoặc là Mexico, đó là cái thị trường chung của khu vực Nam Mỹ. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là một số cái giá trị xuất nhập khẩu lớn ở các quốc gia như là Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản hay là khu vực châu Âu, Australia, v.v. Vậy chúng ta thấy là ở cái tình hình ngoại thương trên thế giới hiện nay thì các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đó là dầu thô, linh kiện điện tử, ô tô hay là những cái lương thực hoặc là dược phẩm. Còn những cái khu vực mà tiêu biểu cho hoạt động ngoại thương như là chúng ta phải kể ngay đến Bắc Mỹ, Tây Âu và khu vực Đông Nam Á, Đông Á và khu vực Đông Á và các quốc gia tiêu biểu như là chúng ta đã quan sát bản đồ. Đó là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Liên bang Nga, Ấn Độ, v.v. Như vậy thì chúng ta đã điểm sơ qua về cái tình hình hoạt động thương mại trên thế giới như thế nào. Chúng ta thấy là khá là sôi nổi và hiện nay ngày càng tiến bộ phát triển hơn. Và đó cũng là đó cũng kết thúc cái chủ đề bài học ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài tiếp theo.